vân ơi em về chưa em sắp về ạ tối nay em có rảnh không anh muốn mời em ăn tối dạ tối nay em em hơi mệt một chút ạ hôm nay nhiều việc quá ừ em có bận tối mai không tối mai em em đi tập yoga sau đó em đi mua sắm thế à tối thứ tư thì sao tối thứ tư ạ à? tối thứ tư em vẫn làm việc ở công ty ừ đúng rồi tối thứ tư anh cũng phải làm việc em có rảnh tối thứ năm không thứ năm em không rảnh ạ à. em có chút việc ở nhà thế à tối thứ sáu thì sao ạ à, tối thứ sáu em đi uống cà phê với bạn cũ bạn ấy bay từ sài gòn đến đây ồ em có rảnh vào cuối tuần không ở cuối tuần em không rảnh lắm ạ thế à đi chơi với em khó quá em bận cả thứ bảy và chủ nhật à dạ thứ bảy em ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho chị gái em còn chủ nhật em đi du lịch với bạn trai của em ạ hả em có bạn trai rồi à Vâng, anh ấy và em hẹn hò 2 tháng rồi ạ. Ồ. Oh.